Xin chào các bạn, xin mời các bạn trở lại cái video tiếp theo trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Có lẽ đây là cái video cuối cùng của mùa vải 2022 được đón team Phạm Dũng ở trên đồi vải Thiều Lục Ngạn này. Để qua 2 ngày trải nghiệm thì Diễm và Tiên thấy thế nào? Phải nói là cái chặng đường đi ra đây là xứng đáng hoàn toàn. Và vải bữa giờ em đi là em thấy vườn vải nào của bà con mình ở đây cũng đẹp lắm nha. Trái rất là đẹp và mừng hơn khi là giá mỗi ngày nó được tăng lên hơn so với mấy cái đợt đầu của rồi đó. Ok, cũng như là cái mùa vụ cũng là một mùa vụ thành công nữa. Để năm nay mọi người trúng mùa. Em cảm nhận những trái vải ăn ở tại cây thì ra sao đến thời điểm này? Chỉ nói đơn giản cho anh, tuyệt vời. Tuyệt vời. Và con người của Lục Ngạn Bắc Giang thế nào em? Phải nói là mấy ngày hôm nay là tụi em nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều của anh Đương, là không phải nói tới rồi, nhưng mà phải nói là bà con Lục Ngạn Bắc Giang, bà con Bắc Giang là rất là nhiệt tình luôn, mà cũng có rất là nhiều khán giả của kênh Phạm Dũng là người dân Bắc Giang nữa. Thì mình thấy là bà con ở đây đáng yêu, mà chị vui vẻ làm mệt nha, nhưng mà mình tới mình thăm vườn đó là ai cũng nhiệt tình hết. Mà có một cái điều ấn tượng là mọi người cứ bảo là vải đó ăn tự nhiên đi, không phải mua gì hết, chứ nào khi nào mua số lượng nhiều thì còn không là cứ vô vườn là ăn đi, ăn thoải mái đi, rất là vui luôn. Đúng rồi, Tiên là rất là công nhận và kiểm chứng, bởi vì là các cô bác, các cô chú anh chị ở đây rất là nhiệt tình khi làm, khi mà thấy anh em của mình đến vườn và họ gọi là họ rất là vui khi mà có gọi là mình đến phát triển du lịch cũng như là quảng bá cái thương hiệu và những cái dòng vải. Và Tiên cũng hy vọng là sắp tới Việt Nam mình sẽ có một cái thương hiệu riêng trên quốc tế nha. 98 mãi đỉnh. Rồi 98 mãi đỉnh. Hy vọng rằng biết đâu rằng năm tới nữa thì vải này lại sang Thụy Điển đấy Tiên nhỉ. Dạ. Theo Tiên sang Thụy Điển. Thì thật sự là lúc mà qua Thụy Điển thì em cũng có được cái vải này, người ta cũng đóng thùng nhưng lại là thì cũng là từ Việt Nam xuất sang nhưng mà lại không có được cái nhãn mát đó. À thì. Đó giống như kiểu người Việt Nam mình tự khách tay đem qua xong đóng thùng. Nên là nó không có một cái nhãn mát nào hết, nhưng là cũng tem này đúng rồi, kiểu như là mình cũng gọi là cũng thấy hơi buồn tí, bởi vì là hàng của mình xuất sang mà lại chưa có được cái nhãn mát như những cái nước khác á, kiểu vậy. Mà người nước ngoài họ rất là thích ăn vải này, kiểu rất là ngon đó. Chất lượng rất là tuyệt vời đúng không? Dạ, rồi tiếp tục mời các em nào. Thứ nhất là ở những cái vườn vải bây giờ cũng là cái thời điểm cuối vụ rồi đấy, nhưng mà nhìn còn mênh mông và bạt ngàn nhé, vườn nào đồi nào cũng còn rất là đỏ các bác anh chị, các cô chú cũng đang hái rất là nhiều nhé, đang thu hái. Thì hết ngày hôm nay nhé, thì các bạn trong team Phạm Dũng cũng như là Sapa TV cũng sẽ di chuyển về Hà Nội và kết thúc cái hành trình của mùa vải 2022. Hy vọng là thời gian tới sẽ được đón team Phạm Dũng cùng tất cả anh em, cả Sapa TV nữa về giao lưu cũng như là thưởng thức những trái cây. Vùng miền của mình thì rất là nhiều, Lục Ngạn rất là nhiều, táo, cam, bưởi và còn có những cái địa danh nữa. Rất là tiếc là cái hai ngày hôm nay về thì lại trời mưa nên là không khám phá được Hồ Cấm Sơn đấy. Sai với hẹn Hồ Cấm Sơn đợt tới thời gian gần nhất nhỉ. Dạ, em cũng là ấp ủ là được đi sang đó nhưng mà mưa quá không có đi được nên là lại có lý do cho năm sau đúng, ra. Đúng rồi, mình lại có cớ nhỉ. Em cảm ơn anh Đương rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn Diễm và cảm ơn team Phạm Dũng, bởi vì là bà con rất là mong chờ, khán giả rất là mong chờ và ai cũng thấy rằng đấy là những idol của mình đấy, nên là bà con rất là đón chào. Người dân ở đây là idol của tụi em. Cái này thì mình gom lại bó, tại vì hôm nay là em cũng mua mỗi vườn một ít để về làm quà gửi cho bạn bè, tại vì vải Bắc Giang rất là ngon. Ai biết tụi em đi tới đây thì cũng kêu là mang vải về làm quà biếu, nên là em đi mỗi vườn em mua một ít để ủng hộ bà con rồi ủng hộ để làm quà luôn. Anh chỉ có góp ý với em như thế này, Dũng sang năm đi thì mình sẽ đi container hoặc xe đầu kéo ra. Để chờ được nhiều vải hơn, bởi vì anh nghĩ rằng là ai nếu khán giả nào của Dũng hoặc là người thân thì cũng đều muốn thưởng thức những trái vải này tươi ngon. Một công là cũng bộn tiền. Một công thì như khoảng 10 hơn 10 tấn, 13 đến 15 tấn. Đó. 10 tấn là khoảng tùy theo từng năm đây, thì là 30-40 triệu. Tóm lại là một công thì nó khoảng tầm 4, bình thường nếu đóng lên nó rơi khoảng tầm 4-500 triệu. Đấy. Đấy, tầm 4-500 triệu một công, đấy là giá vải với năm nay đấy. Công đấy, hy vọng là các bạn khán giả trên kênh Phạm Dũng cũng sẽ thưởng thức được vải Thiều Lục Ngạn nhé, ở trong cái thời gian tương lai mà khi mà Dũng sẽ đi container và sẽ chia vải cho mọi người cùng thưởng thức. Ý tưởng của anh táo bạo mà độc đáo. Biết đâu đúng rồi, mình cứ phải lên ý tưởng em nhỉ. Và bây giờ trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì các em sẽ hái vải ở trên cây, sau đó là sẽ xuống mang về Hà Nội nhỉ, mang về Hà Nội và sẽ
gửi đến các bạn ở trên, gọi là anh em thân thiết ấy, thưởng thức. Dạ. Trái rất là tươi ngon. Đây, hiện tại các cô chú cũng đang làm gần xong rồi. Đó, bây giờ sẽ xuống sẽ dưới là cân và tính tiền nhé. Và mời các bạn cùng thăm view vải nữa. Đấy. Chị, các chị chủ vườn ở đây thì ai gặp Phạm Dũng cũng như là gặp Sapa TV thì cũng đều mời vườn về vườn mình chơi ăn vải. Đấy, rất là thân thiết và rất là thân thiện chào đón mọi người đó. Và đặc biệt là tất cả mọi người, các bác anh chị trên mọi miền Tổ quốc, nếu có thời gian về thì bà con cũng đều chào đón như vậy thôi. Đó. Những tấm ảnh kỷ niệm. Chờ nữa nhé. Ok. Đấy. Các bạn có thời gian điều kiện thì các sắp xếp nhé, sẽ phải cùng leo đồi vải, cùng kênh núi đồi Lục Ngạn nhé, cũng như là giống như là các bạn Phan Diễm Cẩm Tiên rồi Hoàng Hải Sapa TV ấy. Đó thì các bạn có thời gian điều kiện thì sẽ về ôm những chùm vải vào mình, vào lòng và thưởng thức đó. Hết buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn sẽ di chuyển ra Hà Nội nhé. Và hẹn này, cái thời gian tới mùa hoa quả như táo và cam bưởi, hy vọng là các bạn sẽ sắp xếp để về với Lục Ngạn. Đó, bây giờ thì các bạn đang chụp ảnh với cả các bác chủ vườn đây, làm lưu niệm. Quả vải của bọn chị mà về đúng vườn vải của chị. Thì là hôm nay nó là cũng là cuối mùa rồi, thì thôi thì chị rất cảm ơn các em từ xa xôi về đất Lục Ngạn để quay những trái vải ngon để quảng cáo sản phẩm của các chị đi xa, thì chị rất là cảm ơn. Thì chị chúc các em là thôi đi thượng lộ bình an. Cảm ơn chị Thơm nhiều. Chị Thơm đọc lại một lần nữa cái số điện thoại đi, để mọi người sang năm có tới thì gọi chị Thơm để tới tận nơi mua. 0368719597. Đấy, à, chị Thơm nhé các bạn. Chị Thơm, những trái vải đẹp và thơm. Đó. Đó. Mình đóng gói lại đi. Để mình mang về Hà Nội các bạn ơi. Các bạn thấy là bây giờ trời cũng hành trình khám phá mùa vải thiều Lục Ngạn năm nay. Cái này có bao nhiêu ký chị ha? Cái gì mà mình số ký mình không lo ngại bằng cái chuyện là xe mình chậu. Đây, bây giờ mời các bạn cùng lên phía trên nhé, cùng ngắm những cái vườn vải cuối mùa rồi mà vẫn như là đầu mùa, phải không các bác, các anh chị? Đẹp lắm. Chất lượng vải như đây, thời điểm này đang bán như hôm nay là 25.000 một cân này. Đây, các bác ấy còn vẫn đang nhắc đến Sapa TV đây. Thật ra buổi chiều nay Sapa TV thì cũng rất là mệt và cũng có chương trình rồi, và đang đi ăn lợn quay rồi, heo quay rồi, nên là hôm nay không lên được đồi vải. Đấy, đi ăn lợn quay Lục Ngạn Bắc Giang. Còn các cô chú anh chị đây vẫn đang nhắc, vì là trong cái đợt này lên thì có cả Sapa TV và team Phạm Dũng. Đấy, thì chương trình khoảng 2 ngày, dự kiến là thêm nữa, nhưng mà các bạn có chương trình đột xuất luôn, nên là chiều ngày hôm nay thì đã sẽ chia tay đất Lục Ngạn Bắc Giang. Hy vọng rằng qua những cái thước phim của kênh Phạm Dũng cũng như là Sapa TV thì quảng bá được nhiều hơn nữa cái trái vải Lục Ngạn rất là tuyệt vời tới bà con anh chị em mọi miền Tổ quốc, để cùng chúng ta cùng thấy rằng là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là ngon và chất lượng. Thì các anh chị em bà con sẽ ủng hộ bằng cách là ăn những trái vải này, thưởng thức cùng với gia đình mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh có phải là chồng chị Thơm không? Đúng rồi, thế bảo được nút bạc ở trên đây. Đi với Hải Gia Ta bảo đãi mỗi người một phần nút vàng. Người một cú thức mà cấm nó đãi mình. Ủa nhưng mà anh lên nhà hàng của anh Hải chưa? Chưa, bảo cố bảo nên một vải này lên cơ mà giá nó rẻ quá, bảo đắt thì lên một tí thôi. Bảo nên đấy phải mất ăn mà cũng phải mất chục triệu một bữa. Không. À, làm gì có. Quan trọng cứ tình cảm là lên là được anh ạ. Tình cảm thôi, anh cứ lên với nhà hàng Sapa TV nha. Ừ. Anh lên đi rồi tụi em chạy lên mời anh vải với rượu. Ủa mà anh bảo là ủa quê nhà chồng quá. Thôi thôi lên đó. Thế bảo nên là được cái nút vàng nút bạc thì mà trả lãi gì cả. Thế anh cầm hai em đấy, em cầm Dũng. Chú Thơ, hả? Chị Thơm đi chở vải rồi. Ừ. Ờ. Cảm ơn anh nhiều nha. Nó phá lại ra sớm thật anh. Hy vọng là dịp tới này gần nhất. Hai ba. Kiên diễn phải không? Tiên bảo đi ấy mà mãi Thủy Điển cơ anh nhá. Tiên ơi, Tiên ơi, Diễm cho anh lời chào luôn. Chào luôn ở kết thúc cái video nhé. Cho anh em mình chụp nhau một tấm đi anh nha. Đây, anh vào đây cái này. Đây đây, anh em mình. Anh em vào đây á? Đúng rồi, anh vào đây thì em xem một tấm thôi. Đấy, mọi người vào đi, cả nhà vào đi, em chụp một tấm với cả nhà. Mình cứ tưởng dặn Diễm luôn là già lắm nghe chị. Không, và Dũng 98 thế. Nhầm không phải 98 đâu ạ. Ừ, nhìn thế này chỉ 98 thôi. Đây nha. 2 3. Đây nha. Rồi, đây bạn. Thêm lên ăn cơm nhà mình chứ nhỉ? Anh Bà nội ơi, rồi nhà mình anh ba đây, về mình làm thịt con gà cái trong khoảng độ 3 tiếng rồi xong. Vụ vải sang năm tới. Vâng. Nửa tiếng thì được ăn thôi. Anh xin một lời chào cuối cùng nhé. Dạ.